Kính chào các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy là bây giờ cũng diễn xong những cái điểm, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống nha các bạn. Thì chúng ta xin cấp treo xuống và sẽ coi như thế nào nha. Rất ngon nha các bạn. Bánh xèo miền núi có bánh xèo ha. Đây có thể nó đặc sản ở vùng bảy núi. Ở đâu cũng thấy bánh xèo các bạn. Bánh xèo, bánh xèo. Kề này thì có những cái nón này rất là tuyệt vời. Bây giờ người ta đang đi lại rất là nhiều nè các bạn. Được cho biết thôi. Nắng quá, nắng quá. Mua gì mua đây, mây rồi. Mua gì rồi. Ủa nó mới ra có 5 ngàn cái. Ở ngoài bớt ra chú không mua nhiều. Chập sao. Mày vậy lớn. Hello. Nè, em ơi. Mô Phật. Đây là đường đi ra ngoài xe nè các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô bên nhà ga. Đúng rồi.
nhộn gì. Rất là nhộn nhịp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì các bạn. Thì tôi nhớ lại cái trò chơi mà giống như khi xưa là có một cái giống như là ăn thành cái con sâu dài đó, người ta đi từ như vậy đó. Khi người ta đưa ông bà này kia ở nhà tới có đi nè. Mùng 2 với mùng 4 là những cái điểm này không đâu. Bỏ lại. Bỏ Khánh à, tôi với ông Khánh đi xuống à, lúc lên không sao thả góc xuống không? Trái dưới nó ù hai đôi tay á, đi xin ra. Cái này còn đỡ hơn mà mấy cái bên cái núi Bà Đen á, núi Bà Đen mà khi xưa mà những cái thùng cáp nó không có kiến như vậy đâu, nó trống lỏng à. Nó không có đâu lỗ lên không mày đâu. Nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Mà nó trống không có kiến gì, chỉ có xung quanh thôi. Lên đó tôi nói với quý vị thôi nghe. Sao dám đi? Vậy mà tôi dám đi khi nói xưa. Nói chung là không phải là không dám đi, nhưng mà đi là sợ có chuyện gì là nói chung là mà nói chung là cũng không sao, tại vì là khi mà người ta làm như vậy là người ta đã có những cái tính toán hết rồi. Cái rất là an toàn. Thùng mấy xíu à. Mà sau này bây giờ trên đó thì nó cũng có những cái thùng bự như thế này nè. Cách đây khoảng 3 năm tôi đi là đã có rồi. Này chắc cũng không phải có bự như cũng nhựa của mình. Cái mấy thùng bên nước ngoài không? Cái quầy gì đó, trời ơi. Không có chuyện nói, trời tôi ngộ thiệt. Nói sao thì có bự chứ. Ngoại vậy cũng bự vậy. Chưa? Thiệt không? Thiệt cái gì nó cũng bự không? À, lúc này là khi mà có gió quý vị thì có thể là nó sẽ đung đưa cái thùng ha. Nó phiêu phiêu một chút giống như là trên tiên bồng vậy. Phiêu này không ham. Phiêu này còn nhìn nữa hả? Chúng ta thu gần lại và sẽ thấy là bên đó là những người ha. Liên rồi, không liên rồi, cái này nó la được rồi. Bên nãy nó bên kia nó la ở đây kìa. Bên đây là, bên đây là, la nổi. Mệt rồi, xuống rồi là mệt rồi. Bài đã thua hết nữa. Thua đâu, đâu, ăn bao nhiêu là trả lại hết đó. Bà vớ không Liên? Bà vớ mà. Có đặt mấy cái sao thôi mấy chục lúc đầu mới vô hơi mạnh miệng sao cuối cùng nó thấy gu. Nghĩ sao nó có tiền mà bà dịu quá mà sao bà đứt tiền. Gồm quá gồm.
Để mình nói bộ thua hả, nó chửi mình đó. Không, lên qua đây nó mới xuống luôn. Qua đây mới xuống, chứ lúc tao ăn mà. Ăn 200 ngàn á, là trả lại đó. Ở ngồi ăn không chịu. Con quà, con quà thua chưa? Không có đâu. Quà thua thua mấy chứ đâu thua đâu. Ê, chứ tiền của quà tao mà đền con hết. Thì mày ăn hết đó, lớn được mấy đó. Đi ăn mấy thấy bạn bè mình tốt vậy. Này đừng rộng chắc cỡ cây ngoài trốn hai cây số thôi. Nãy đi mua không có ai mà mua dưới 5 vé. Chục. Đông mà. Vậy rồi, mình mua có 1 vé đó bạn. Lên thử gấp treo nó cắm cái à. Quay về. Trong lại biết bao lâu nó tới lượt. Wow. Rất đẹp, rất đẹp. Rất đẹp, rất đẹp. Đường xe đó. Đường chơi xe đó. Đẹp đâu? Đó. Nói nó biết chứ nó cái này nó đâu bằng mà cáp treo mà từ Phú Quốc mà qua Hòn Thơm, từ cái hòn này qua hòn khác á. Dài. Đúng rồi. Ngang biển đó lúc đó nó mới ra một vé 500 ngàn, sau này nó giảm lại còn 300. Đi về đó mà. Đi về. Đi đó bình thường đỡ gặp trời lúc mà gió mạnh mạnh rồi. Đúng rồi, nó đùng như thế, nó đùng đưa lắm, ham lắm. Mình đem nhà núi này kia đỡ hay còn đó dạng nó bỏng luôn. Gió. Mà mấy ngày thường tao đi chứ mấy ngày bảo ông nội đâu dám đi. Bảo đâu có cho đi đâu, bảo nó cấm hết. Tàu thuyền nó còn không cho chạy mà dễ nó cho chạy. Rất ra gặp nó một két phải không? Nó két rồi. Nó két. Anh Vũ Sơn, đó là anh Vũ Sơn bên đó đó quý vị. Mỗi tay quá quý vị ơi. Tôi về cho quý vị coi mà tôi cũng khổ. Đánh dòng núi vậy đó. Lớp từ mỗi chân và lớp từ mỗi tay. Dạ đó, đi đâu có lấy đâu, này mình đánh dòng núi luôn á. Tại vì nó xa lắm. Dọc nguyên cái núi một két luôn. Nguyên là đó giờ mình đi luôn. Đó, anh Vũ Sơn ha. Đi không chút về ghé. Thôi mệt lắm. Vậy. Anh hồi đó anh đây làm lộ trong băng băng thẳng thẳng thôi, bữa nay sạc bên kia làm như tắt cho nhanh hết ba. Lăn 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 lăn. Lăn đâu mà lăn. Cái đậu lăn lăn. Ngồi chỗ lăn nó được. Cái đậu lăn lăn. Đừng ói nha. Trong ngày không chơi cái đó. Không sao, cái này có cái nào nó kêu không chơi mà. Không nói chịu, không nói đâu. Hứng không hết đâu. Ôi, xuống ơi. Mát. Quá gió. Nãy không dám đi, giờ đi cái bụng xuống, bụng nó ra chữ ra. Bụng một hơi á, gọi đầu mình xuống dưới mình bệnh cái mũi á. Mình thở hỉ mạnh ra. Nó sẽ ra hơi lỗ tai. Khi mình lên độ cao nên nó ép lại. Chứ mà hỉ ra ngang cũng khổ lên. Chết tiệt. Không có đâu tôi nói thiệt với quý vị à. Không có đâu tôi nói thiệt à. Chắc chút trèo lên cái xe chắc nóng quá đó. Nó nhanh hơn xuống lòng quá. Gió. Không xuống xuống nó mau quá chứ. Hồi nãy lúc hồi nãy nó chưa có gió, nó không có gió. Hồi nãy lên nó nhanh quá, nó không có gió. Muốn nhanh hay mau cái đồng hồ biết. Nên tôi cũng quên canh đồng hồ chứ quý vị. Mà xuống dưới như khoảng tầm 10 phút rồi. Như cũng bằng chứ đâu có phải mà mau chậm được, tại vì tôi quay theo cái tour mà. Tôi nghĩ nó làm cái phục này là cái nghiêm. Không đâu, như vậy nó đỡ đó. Như vậy nó đỡ rất nhiều. Có những cái cáp khi mà lên trên tới chỗ mà cái cục móc á, nghe bực 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 vậy đó. Như vậy nó đỡ rồi đó chứ. Mấy người này sao sáng chế này cũng cái này vậy tao mới ăn tiền. Bà nội chứ gì. Lò gì. Có vậy mới có cái đi đó. Bởi vậy mình mới ngu á. Đừng nói mình ngu, phải nói rằng là mình không thông minh bằng ta. Wow wow. Bà giận.
không nấu gào á. Những nó lại chân chày. Ô gà quá không? Nó lùn bùn luôn đó. Nó bén vô. Không lúc là chết á. Tại vì ở ngoài cái hàng chó nó quen vô đây nó bắt bùng rồi nó quen. Bịt lên mũi lên nó đứng thở lại. Chút xíu hết rồi. Thở. Nghe em đặt tới thở. Thôi bắt đầu buồn ngủ. Đó là cái công viên nước này các bạn, cái công viên nước đây, tôi sẽ quay cho mọi người xem. Xuống tắm nước nóng. Này suối nước nóng miễn phí đó, nhất này thì là tuyệt vời luôn. Nó có hai chế độ đó, một suối nước nóng với một suối nước đá đó. Sạm, ôi sạm. Đây thấy chưa, đó là những cái máy trượt, máy trượt thấy chưa? Nói chị, để tôi làm cắt ra xong cắt dài vậy. Những cái máy gì? Mình đã vui sao? Mình nói chuyện vui, mình nói gì đâu vậy? Mình chỉ thật là có, chứ không có. YouTube là gì? YouTube là để giới thiệu đến quý vị cũng như là các bạn biết thêm những cái địa điểm mới và cũng như là trao đổi giống như là cái kỷ niệm hay là những cái sự vui vẻ thôi, có gì đâu bình thường. Đôi khi xem nó cũng đỡ buồn, nó cũng vui. Cái kỷ niệm của mình trong cuộc đời. Đấy, tôi mới thấy cái thùng này không luôn á quý vị. Hai thùng luôn kìa, ba thùng luôn kìa. À, này là gần tới chỗ rồi. Không phải đâu, tại vì ta đi không kịp. Không kịp là nó qua cái tua thùng. Tại vì nó quay theo cái tua. Nó có nghĩa là khi mà người ta dồn tới mình đi không kịp á, đại đoàn hay là cái này nọ ta bỏ thùng. Nhập vào.
Và bây giờ thì mình đi ra bãi xe lấy xe về các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, khá trời các bạn ơi. Bây giờ buổi chiều bãi xe đầy cứng ngắc luôn, mình không biết kiếm cái xe mình ở đâu luôn. Quá đông rồi, bây giờ phải đi tìm thôi. Trời ơi, nhiều quá các bạn. Không vui, không vui. Chúng ta thấy cái này là khoảng bao nhiêu chiếc các bạn? Chắc khoảng 1 triệu chiếc đó. Quá nhiều. Cái này tôi nhớ là xe của tôi nằm ở đâu khúc ở trong này nè các bạn. Nhưng mà bây giờ chỉ nhớ cái hướng đó thôi. Quá nhiều rồi. Xe các bạn là gửi là 1 chiếc 10 ngàn các bạn. Các bạn bây giờ cũng tìm được chiếc xe.